Tin mừng cho người nghèo xin kính chào quý khán thính giả trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Tư, ngày 5 tháng 12, 2018, chương trình Sống Tin Mừng gồm có Hối hận, truyền tích mân côi, chuỗi mân côi với cô y tá Đức Quốc xã, con búp bê và cành hoa hồng. Mở đầu chương trình hôm nay, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của tên tù Bo với tựa đề Hối hận. Bo là một tên tù của trại tù Bonsom. Khi còn nhỏ, Bo sống một mình với mẹ. Bà mẹ chỉ có một thích thú là đọc sách nhiều giờ không chán. Nhưng vì bệnh hoạn, mắt bà dần dần bị mù không đọc sách được nữa. Lúc ấy bà nhờ Bo đọc sách cho bà nghe. Bo thích ở với mẹ, nhưng vì có nhiều bạn bè nên theo bạn vui chơi. Một ngày nọ, trong đám bạn của Bo, một vài đứa bị cảnh sát bắt vì phạm luật lệ. Bo tỉnh ngộ trở về nhà, định bụng là sẽ đọc sách cho mẹ nghe. Khi vào đến phòng mẹ, Bo thấy bà ngồi trên ghế, tay cầm cuốn sách, nhưng bà đã chết. Bo ân hận và buồn lắm, nhưng vì mẹ chết rồi, Bo thấy tự do hơn và nó lại ra ngoài phố sống với các phần tử hư hỏng. Trong một vụ cướp xe hơi và tốn tiền, Bo bị bắt và phải ở tù mấy năm trời. Khi ra khỏi tù, tâm tính Bo thay đổi hẳn. Nó thường vào các nhà dưỡng lão, hỏi xem có ông cụ bà cụ nào không đọc được sách để nó giúp họ. Sau đó Bo gặp một bà lão mù, bà bằng lòng nhờ Bo đọc sách. Mỗi tuần Bo vui vẻ đến giúp bà cụ. Đêm nọ đang đọc cho bà cụ nghe, Bo thấy cụ trút hơi thở cuối cùng và qua đời. Bo bỗng mường tượng ra gương mặt của mẹ mình và cảm thấy bớt đi nỗi hối tiếc là đã không ở nhà đọc sách cho mẹ khi bà còn sống. Qua bao năm tháng cuộc đời, cho tới ngày hôm nay, bạn thấy mình có điều gì phải hối hận không? Nếu có, bạn hãy đến với Chúa, xin Ngài giúp bạn trút đi nỗi ân hận ấy bằng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu không, bạn hãy cảm tạ Chúa và xin Ngài tiếp tục dẫn dắt để bạn trung tín bước đi trên đường lối của Ngài. Mai Thiên mời quý vị cùng đến với truyện tích Mân Côi, chuỗi Mân Côi với cô y tá Đức Quốc xã. Dưới thời Hitler, Đức Quốc xã đã bắt không biết bao nhiêu giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và giáo dân tập trung vào các trại mà người ta gọi là lò sát sinh. Thế ai bị bắt tập trung như vậy thì coi như trước sau gì cũng phải chết. Linh mục Tito Brensmar, dòng Carmelo, cũng bị bắt tập trung tại trại Dachau gần Buchen, Tây Đức. Ngài đã bị án hành quyết ngày 26 tháng 7 năm 1942. Biết mình sắp chết do một cô y tá Đức Quốc xã chuyên môn làm cái nghề độc ác là chích thuốc độc cho tử tội, cha đã chuẩn bị sẵn, lợi dụng lúc cô đang chích thuốc độc cho mình thì ngài đưa cho cô sâu chuỗi mân côi mà cha đã làm trong tù để kỷ niệm, hoặc sau này nhờ cô là nhân chứng để đem chuỗi hạt gửi lại cho người thân trong gia đình. Cha nói với cô y tá, cô hãy dùng sâu chuỗi này để cầu nguyện. Cô ta đáp, tôi không cần, vì tôi không biết cầu nguyện. Cha nói, cô cứ thử xem đi. Ít ra là cô hãy đọc câu, cầu cho chúng tôi là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Đó là những lời cuối cùng của linh mục Brensmar trước khi chết. Dù vậy, cô cũng cứ cầm lấy chuỗi hạt mân côi mà vị tử tù cho để làm kỷ niệm. Sau khi chế độ Đức Quốc xã sụp đổ, cô y tá phải đổi tên, đổi họ đi sinh sống tại một vùng xa xôi hẻo lánh khác để khỏi bị cảnh sát quốc tế lùng bắt, vì cô đã góp phần sát hại hàng ngàn tù nhân dưới chế độ Đức Quốc xã. Chính nhờ sâu chuỗi mân côi của linh mục Brensmar mà cô y tá đã tìm lại được đức tin. Năm 1955, khi tòa thánh lập hồ sơ phong chân phước cho cha Brensmar, cô cảm thấy hối hận và quá cảm động. Cô đã tự ý ra trình diện với chính quyền sở tại, thuật lại tất cả những gì đã xảy ra
10 ngày cuối cùng của cha Prensma để bổ túc hồ sơ phong chân phước. Thưa quý vị, một nữ y tá chuyên môn làm cái nghề chích thuốc độc cho tử tù đáng lẽ cũng phải đền tội theo chế độ Đức Quốc xã. Nhưng vì rất may cô đã giữ được sâu chuỗi mơn côi mà Đức Mẹ đã ban cho cô được ơn ăn năn trở lại. Quyền lực của chuỗi hạt mơn côi là như thế đấy. Sau đây là câu chuyện Con búp bê và cành hoa hồng. Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi. Tôi đi vòng trong một tiệm Target và chứng kiến cảnh người thu ngân vừa nói vừa trao lại số tiền cho cậu bé chỉ độ 5 hay 6 tuổi. Rất tiếc là em không có đủ tiền để mua con búp bê này. Nghe nói thế, cậu bé quay sang bà cụ đứng bên cạnh hỏi: Bà ơi, con không có đủ tiền hả bà? Bà cụ đáp: Con à, con biết là con không có đủ tiền để mua con búp bê này mà. Rồi bà cụ bỏ cậu mà đi, cậu bé vẫn cầm con búp bê trong tay. Cuối cùng, tôi bước đến bên cậu bé và hỏi cậu muốn tặng con búp bê này cho ai. Cậu trả lời: Đây là con búp bê mà em gái của con rất thích và ước ao có được trong lễ Giáng sinh này. Em ấy tin là ông già Noel sẽ mang quà này đến cho em ấy. Tôi trả lời cậu bé rằng: Thế nào rồi ông già Noel cũng sẽ mang đến cho em của con đừng lo lắng nhé. Nhưng cậu buồn bã trả lời: Không, ông già Noel không mang đến chỗ em con được đâu. Con phải mang con búp bê này cho mẹ con, rồi mẹ con mới có thể trao lại cho em của con khi mẹ con đến đó. Đôi mắt cậu bé thật buồn khi nói tiếp: Ba con nói, em con đã về với Chúa và mẹ cũng sắp về với Chúa, nên con nghĩ là mẹ sẽ mang con búp bê này theo để trao lại cho em con. Tim tôi như ngừng đập. Thế rồi cậu bé nhìn tôi và nói: Con nói với ba là bảo mẹ đừng có đi vội, con muốn mẹ con chờ con đi mua về rồi hãy đi. Sau đó cậu lấy ra cho tôi xem một tấm ảnh mà cậu đang cười thích thú. Con muốn mẹ mang theo tấm ảnh này của con để mẹ sẽ không quên con. Con thương mẹ con và mong mẹ không phải đi mà bỏ con. Nhưng ba nói là mẹ phải đi để ở cạnh em của con. Rồi cậu lặng thinh nhìn con búp bê buồn bã. Tôi vội vàng tìm ví bạc trong túi, rồi kẹp thêm tiền vào mớ tiền của cậu bé mà không cho cậu thấy. Và nói với cậu, hãy thử coi lại xem, biết đâu con lại có đủ tiền mua con búp bê này thì sao? Dạ, con mong là con có đủ tiền. Và chúng tôi cùng đếm, cuối cùng chẳng những đủ số tiền mua con búp bê mà còn dư thêm một ít nữa. Cậu bé nói, cảm ơn Chúa đã cho con đủ tiền. Rồi cậu nhìn tôi và nói thêm, tối qua trước khi đi ngủ, con đã hỏi xin Chúa cho con có đủ tiền để mua con búp bê này, để mẹ con có thể mang đi cho em con. Chúa đã nghe lời cầu xin của con rồi. Con cũng muốn mua hoa hồng trắng cho mẹ con, nhưng không dám hỏi Chúa nhiều. Bây giờ Chúa lại cho con đủ tiền mua búp bê và cả hoa hồng trắng nữa. Mẹ con yêu hoa hồng trắng lắm. Trên đường về, hình ảnh cậu bé cứ ám ảnh tâm trí tôi. Tôi bỗng nhớ lại một bài báo đã viết cách đây 2 hôm về một tài xế say rượu, lái xe vận tải đụng vào xe của một thiếu phụ và một bé gái nhỏ. Đứa bé chết ngay tại chỗ, còn người mẹ được đưa đi cấp cứu và đang trong tình trạng hôn mê nguy kịch. Gia đình đang bàn tính xem có nên rút ống máy trợ sinh khỏi nạn nhân hay không, vì người thiếu phụ này không còn có thể hồi tỉnh được nữa. Tôi tự hỏi, phải chăng đây là gia đình của cậu bé? 2 ngày sau khi gặp cậu bé, tôi đọc thấy trên báo là người thiếu phụ đã qua đời. Như bị thôi thúc, tôi vội đến cửa hàng mua một bó hoa hồng trắng, rồi đi thẳng đến nhà quàng, nơi tang lễ của người thiếu phụ đang diễn ra, và mọi người đến nhìn mặt người quá cố lần cuối cùng. Chị nằm trong cổ áo quan, cầm trong tay một cành hồng màu trắng với tấm ảnh của cậu bé và con búp bê được đặt trên ngực của chị. Tôi rời nơi đó, nước mắt tuôn ra và có cảm giác rằng đời tôi đã vĩnh viễn thay đổi. Tình yêu của cậu bé dành cho mẹ và em gái đến hôm nay thật khó mà tưởng tượng.
Và chỉ trong một phần nhỏ của một giây đồng hồ, một gã lái xe say rượu bất cẩn đã lấy đi tất cả những gì thân thiết nhất của đời cậu. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị. Chương trình Sống Tin Mừng sẽ được phát trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu vào lúc 20 giờ. Chúc quý vị cùng gia đình luôn vui vẻ, bình an. Mai Thiên thân ái tạm biệt.